Hello thầy. Muộn 2 phút nha. Ừ, phòng cái ID của em mất hết cái ID phòng thầy. Đã dặn là lên sớm 5 phút tìm trước cơ mà. Đến giờ bắt đầu mình nhắn tin. Tốt ăn bữa. Máy cho mày là đợt này ở Thái Nguyên dịch thầy không đi được ấy nhá. Hà Giang còn đang bùng mấy trăm ca. Không là mày đi với thầy rồi đấy. Có nghĩa là tháng 11 này thầy lên rồi đấy. Nhá. Cứ cười đi. Từ giờ đến Tết nếu mà ổn định thì mày sẽ ăn bữa vào đầu thôi. Hơn 1 tháng rồi. Học hành được cái gì chưa? Hay thầy dạy quên hết rồi? Học được cái cơ bản. Học được cái cơ bản. Tóc tai thì đủ rồi đấy. Mày trả bù cho cái thằng Kiên. Nó lên với thầy buổi nào cũng bắt nó phải đi chải tóc. Còn mày thì chắc không nhắc. Ngồi thẳng lên thế nào, nhìn nửa cái mặt để làm cái gì? Ngồi về giữa giống như thầy thế nào, gập cái màn hình xuống một ít. Đau lưng quá. À, hôm nay chúng ta tiếp tục. Hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục. Nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái chương trình nó có bị che góc nào không thị nhầy? Đây nó sẽ tiếp tục với chương trình ngữ pháp của lớp 9. Còn bây giờ nếu mà cho ôn thi thì chắc đến lúc đấy cũng chả ôn được cái gì đâu. Nhá, hôm nay chúng ta sẽ sang impersonal passive voice. Kiểm soát cái gì? Now, passive voice là câu gì? Có tường thuật. Là câu tường thuật. Passive voice cơ mà. Câu gì? Gián tiếp. Tiếp. Câu be động. Nay chúng ta sẽ học về câu be động cá nhân. Impersonal passive. À, please, bực mình không chuyện. Nào, tổng quan chung, chúng ta sẽ có 3 phần liên quan đến cái unit này. Định nghĩa, cách sử dụng và luyện tập. Đấy. À, chúng ta định vào phần đầu tiên là định nghĩa impersonal passive là câu bị động khách quan hay là câu bị động của cá nhân dùng để diễn tả ý kiến của người khác. Cái câu này rất là khó nha, cái dạng này khá là khó nha. Thằng Hiếu nó không làm được dạng này đâu, cho nên là thầy nghi mày lắm Thịnh ạ. Nào, định nghĩa đi vào impersonal passive là cái gì, không đến lúc mai hỏi lại không biết.
Đi lấy bút. Chưa? Đi nhanh lên. Impersonal passive. Câu bị động khách quan. Lại ngáp. Không bao giờ bỏ được cái tật ngáp. Được chưa? Ghi đẹp vào nha, không có lúc không dịch được. Xong. Nào, đây là về định nghĩa. Bực mình đấy. Nào, vậy thì khi nào thì chúng ta sử dụng, khi nào chúng ta sử dụng đến cái câu bị động này? Reporting using passive voice. Khi nào? Thứ nhất là sometimes we have to report events or commands that we don't assume as our own. Cái chế thôi. Đầu tiên là gì? Sometimes we have to report events. Chúng ta sử dụng để làm gì? Report. Để tố Tường thuật. Events. chức Events cơ mà. sự kiện Opinions. Opinions, sửa chữa. Sửa chữa. quan điểm, or comments Luận. that we don't assume as our own. Tôi không không gì đây. Mà chúng ta không cho rằng nó là của chúng ta. Hiểu chưa? Tức là để tường thuật lại sự kiện, quan điểm hay là bình luận mà chúng ta không cho rằng, chúng ta không cho rằng nó là của mình. So we introduce those statements with, chúng ta sẽ viết lại những cái câu này như sau, các mệnh lệnh này. Với people say that thì sẽ viết lại thành it is said that, everybody knows that, viết lại thành it is known that, they believed
that sẽ là it was believed that. Mình đọc ít thôi, tập trung vào đây. Chúng ta có cấu trúc people say that ở thì nào đây? Say Everybody knows that thì nào? They believed quá khứ. thì quá khứ. Ta nhìn này, hai cấu trúc đầu tiên ở thì hiện tại. Chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là is cộng với động từ nha, cộng với cái động từ tường thuật này này. Cái động từ say và động từ know này này ở quá khứ phân từ nha. Viết lại nó ở quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ của say là sat. Quá khứ phân từ của know là Đã. quá khứ phân từ của Nào, know cơ mà. là y. Know cơ mà. Là nào? Known. Là nôn, nôn. Còn động từ tường thuật của người ta mà ở quá khứ sẽ viết là it was cộng với cái động từ đó ở quá khứ phân từ. Thì cái believe này là nó có quy tắc rồi, chuyển nó xuống thôi. Được chưa? Đi vào nghĩ lên. Đi từ đâu thầy? Đi từ trên xuống. Đi từ cái chỗ sometime kìa. Chứ còn cái gì nữa? Ghi xong rồi phải hiểu nó là cái gì. Chứ không phải ghi xong sao không biết nó là cái gì. Thì nó làm bài tập rồi há mồm ra nhé. Lại ối rồi ôi nhé. Sai một câu là 5 cái chống đẩy đấy. Không nói nhiều. Xin là xin vĩnh biệt cụ luôn đấy. Đi nhanh nào, 15 phút rồi. Thế rồi sắp đến 11 rồi. Thầy chưa Chuẩn bị mua anh à lên thầy? Thịnh ơi. Thầy chưa Shopee à? Nó đang giảm mà. Làm đi đừng có quan tâm. Người ta chỉ nói thế thôi. Còn thế, nó giảm một đống rồi, em hôm qua mua một đống.
Không. Nhớ cấu trúc khi nào người ta viết nha. Đây là cấu trúc chung đấy. Không đến lúc tí nó lại bảo là không biết cái gì. Ở đây chúng ta có các reporting verbs là động từ. Động từ gì? Reporting verbs. Các động từ gì? Tường thuật. Report là tường thuật, reporting là tường thuật. Thế nó có các động từ tường thuật là Là các động từ say nào? Say, in think, believer leave believe. in believe now now Đọc lại. hope now Đọc lại. don't No. no expect report understand claim Tất cả những động từ này đang ở thì nào đây? thì hiện tại Thì hiện tại hay dạng nguyên thể, cấu trúc chúng ta có thể viết lại nó, cái câu bị cái câu chủ động mà người ta cho ấy, bằng hai cách sau. Cấu trúc đầu tiên người ta viết lại sẽ là it cộng với động từ to be, động từ to be cộng với động từ ở quá khứ phân từ cộng với that và cộng với mệnh đề. Dạng này thì là dạng phổ biến nhất. Dạng này rất là phổ biến. Nào, nhìn vào ví dụ này. Active ở dạng gì? Active cơ mà. Active dạng gì? Chủ động. Ở câu chủ động người ta cho là gì? People believe that he lied in court. Rồi, bây giờ người ta viết lại này, bây giờ xác định xem chủ ngữ là chủ ngữ nào? Vế đằng sau that không quan tâm nha. Chứ nó chưa cần Chủ xem vế ngữ đấy. là people này. Rồi, động từ to be đây phải chưa? Động từ chính ở đây ở trên câu chủ động trước nha. Trên câu chủ động là ở thì nào? Câu chủ động người ta cho ở thì nào? Tại Hiện tại. Được chưa? Người ta cho thì hiện tại. Động từ chính ở đây là động từ nào? Động từ nào nhỉ? Believe. 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 Ít thôi. Em cho cái mic săn mồm nói dễ này. Bỏ nó xuống đi, nghe nó dè. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thay people bằng bằng Ít gì? Bằng it. To be ở đây ở thì nào? Be ở đây thì nào? ý Khi nào? hiện tại Hiện tại chia thành is. Động từ chính lúc này sẽ như thế nào? Động từ chính ở đây. Chia thành PP cái gì? PP Nó là cái gì? động từ một mấy thầy ba Nhìn đấy, part participle còn hỏi thầy cột mấy nữa. Tôi đang bữa đấy.
Quá khứ phân từ cột số. Past participle cơ mà. Cột 3. Mệnh đề that viết lại nguyên. Cấu trúc thứ hai chúng ta sẽ lại viết lại bằng dạng chủ ngữ cộng với động từ to be, cộng với động từ chính ở quá khứ phân từ và cộng với lại cái động từ ở đằng sau mệnh đề that ấy là to verb. Nào, bây giờ cũng vẫn câu này. Mệnh đề trước đúng không? People believe đúng không? People believe là ở thì nào đây? Thì bình thường thì tại Thì hiện tại được chưa? Bây giờ chúng ta xác định tiếp này, vừa nãy ở trên này chúng ta không quan tâm đến vế that, bây giờ chúng ta quan tâm đến vế that ở đằng sau. Vế that sau that là đến là gì? Sau that đến gì tên đây? người Đấy là cái gì? chủ ngữ. Chủ ngữ. Sau đó đến Là đến gì đây? be. Sao lại to be? Đến cái gì? Nhìn theo cấu trúc ở trên này là đến cái gì? Đến danh từ, Lại danh từ. đến chủ ngữ, chủ Chủ ngữ này xong đến cái gì? động từ. Động từ. Động từ đây là động từ nào? A Động từ cơ mà. lên 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 Có nhìn thấy người ta ghi động từ ngay sau chủ ngữ không? à Thế động à từ đây là động từ nào? chủ ngữ là ONWS đúng không thầy? Chủ ngữ là ai? Chủ ngữ là cái động từ nào, là chủ ngữ nào? Chủ ngữ nào trong cái câu Ok, in đậm. chủ ngữ cơ mà. Từ in đậm. À, chủ ngữ là Mr. Bao. Mr gì? Mr. Động từ Brown. Mr. No. owns. Là Bây giờ chúng ta viết lại bằng chủ ngữ. Chủ ngữ là lấy cái chủ ngữ đằng sau that, được chưa? Chính là Mr. Brown. Chuyển xuống đây, được chưa? Chuyển Mr. Brown xuống đây, đúng chưa? People ở đây bỏ, đúng chưa? Câu người ta cho là thì nào? Thì hiện tại Mr. Brown chủ ngữ số ít hay số nhiều? số ít Số ít chia thành gì? Động từ to be chia là gì? đi sẽ thành y. Is. Sau đó cái believe này như thế nào? Dạng gì? Dạng quá khứ phân từ, đúng Ba. chưa? Theo cái cấu trúc trên này đúng không? Đúng chưa? Thế bây giờ sau động từ quá khứ phân từ thì đến cái gì? Động từ Đến cái gì? Nhìn kỹ trên cấu trúc. đến tu Tu gì? tu động từ. Đến to verb. Vừa nãy chúng ta xác định được sau that đúng không? Là chủ ngữ Mr. Brown chuyển xuống đây rồi. Động từ ở đây là động từ nào? Believe à ao Owns. ôn Chuyển nó về dạng to verb là gì? là gì đấy Xác định được động từ chính ở đằng sau that rồi thì bây giờ chuyển nó về. bỏ hết à. Chuyển thành gì? To own. Chủ ao chủ ôn
Bỏ cái mic xuống. Sau đó là tân ngữ này viết lại. Nhìn ra chưa? Xác định đầu tiên. Xác định mệnh đề giáp ở đâu nhá, cắt đôi cái này ra. Nhớ là sau giáp là đến luôn chủ ngữ. B cái chủ ngữ này. Xuống đây làm chủ ngữ chính. Sau đó xác định cái vế đằng trước giáp ở thì nào. À. Hiện tại sau chủ ngữ thì đến cái gì? Động từ. Động từ gì? Đi. To be đây là to be gì? Is. Động từ tường thuật là believe, Believe. chuyển về quá khứ phân từ đúng chưa? Âm Thế không là phải đã. em thì em Xong vế đầu tiên, tập trung vào đây, tao đá nó phát giờ này. Sau đó đến lượt vế giáp. Xong vế này rồi nhá. Bây giờ vế giáp. Bỏ được giáp đi rồi, bỏ được chủ ngữ đi rồi thì đến cái gì? à, đến Động từ lúc này chuyển về gì? Chuyển về dạng gì? chuyển dạng tu vấp To verb, động từ đây là động từ nào? ôn On, chuyển hành gì? chuyển thành chu ôn. To on, vế đằng sau cái động từ này này, viết nguyên lại. Hiểu chưa? Nhấc chủ ngữ của vế đằng sau that lên làm chủ ngữ chính. Thay cho it. Đúng chưa? Nhìn vào hai cái cấu trúc này. Sẽ thấy này. Ở đây thì là người ta sẽ thay chủ ngữ bằng it. Còn ở bên dưới này người ta sẽ lấy luôn chủ ngữ sau that. Đúng không? Ở đây thì còn có vế giáp này. Nhưng ở đây thì không có vế giáp nữa. Mà ta lấy luôn chủ ngữ. Xuống đây. Tiếp đến chia thành be. Chia past participle. Ở đây thì còn động từ đúng không? Động từ chuyển xuống đây thành to verb. Rõ cách chuyển chưa? Mày cứ gật đi. Ăn sút bây giờ. Rõ chưa? Mở mic nhanh. Rõ chưa? Nói không bị gật. Rồi. Chép vào vở cấu trúc, chép cả cái ví dụ vào. Còn nhiều cấu trúc nữa đấy, cứ đấy mà đấy đi, ngáo ngáo ngơ ngơ đi, không ai cứu được đâu. Đi thi trong bài ít nhất là có một câu này. Điểm tiếng Anh ở lớp ấy hơi cao á. Thôi, im đi, làm được cấu trúc này đi. Không, em mở ra xem cao của trang nhà trường luôn. Toàn 7,8. Làm đi. Ê. Thằng Hiếu nó giỏi hơn mày, nó thi được có 5 điểm, 5 điểm tư thôi nhá. Mà ôn hôm trước hôm sau nó thi luôn đấy.
Nhưng cấu trúc cẩn thận vào không thì lúc lại không biết cái gì. Nhớ là động từ to be đây, người ta chia theo thì nha. Câu gốc người ta cho thì nào thì viết lại nguyên cái thì đấy với động từ to be. Chứ nó không phải là câu tường thuật mà lùi lại một thì đâu nhá, không phải cho hiện tại là lùi về quá khứ đâu. Nhanh nhanh. Xem. Chưa? Hay. Xong chưa? Gì? Nào. Nhìn này, câu bị động khách quan. Ví dụ đây, ví dụ này, cấu trúc đầu tiên như vừa nãy ghi đúng không, là it cộng với động từ to be cộng với past participle cộng với that cộng chủ ngữ cộng mệnh đề đúng không? Thì bây giờ chúng ta có everyone says that the PM is about to resign the prime minister đúng không? Thì bây giờ chúng ta viết lại thành it đúng không? Người ta cho chúng ta đây thì nào? Cái câu gốc ấy ngáp ít thôi. Câu này người ta cho thì nào đây? Thì gì? Hiện tại Hiện tại gì? đơn. Hiện tại đơn. Thì chúng ta viết lại là it đúng không? Everyone thay bằng it. Động từ to be ở hiện tại đơn là không phải giờ đùa nha. Từ bi hiện tại đơn là y Is. Động từ tường thuật của người ta là set động từ tường thuật của người ta cho cơ mà. size. Say chuyển thành sat. Được chưa? Ví dụ, đây là ví dụ đầu tiên ở thi gì? Thì này là thì gì? Câu này thì gì? Tại đơn
Tiếp câu bên dưới, they have admitted the lack of funding in the real problem. Thì nào? Have admitted thì nào? Đơn Quá khứ đơn đâu ra? Thì nào? quá khứ tương lai. Còn quá khứ tương lai ở đây? Ngáo thì à? Thì nào? Ơi, em chẳng anh không. Thì nào? Have admitted là thì nào? Bỏ cái mic ra, không phải giờ đùa nhá. Tiếp diễn Tiếp diễn đâu ra? không không phải quá khứ Thành Quá khứ hoàn thành đâu ra? có hết Hiện đây đấy. tại hoàn thành. Gì thế, have mà là ở thì quá khứ được à? Ừ, đây nó có em ý. Admitted nó là hoàn thành, còn have là hiện tại. Chủ ngữ ở đây là gì? Dây. They. Viết lại chủ ngữ thành Ít. cộng với, Has tại sao lại là has truyền thành vì ở trên là hiện tại hoàn thành. been? Thế bên dưới là thì gì? Quá khứ hoàn thành. Lại quá khứ hoàn thành. Nó vẫn là hiện tại hoàn thành. Have ở đây ở số ít của nó thành has. Biết tại vì sao nó lại có been ở đây không? Tại vì nó phát phát tung. Tại vì nó là bị động của hiện tại hoàn thành, nó phải là has been cộng với cái động từ này ở quá khứ phân từ. Bên dưới, câu bên dưới này thì nào đây? Quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Lúc này to be chia thành, to be cơ mà. Was. Sau đó cộng với động từ ở Không. quá khứ phân từ là expected, đúng chưa? Nhớ nhá, người ta viết lại bằng cấu trúc có it này này. Người ta chỉ quan tâm cái vế đằng trước that thôi. Người ta không quan tâm vế đằng sau that như thế nào đâu. Hiểu chưa? Cho nên phải xác định được kỹ cái vế của đằng trước that ở câu người ta cho ấy, nó thì nào. Câu này là hiện tại đơn, câu này hiện tại hoàn thành, câu này quá khứ đơn. Tất cả chủ ngữ đều chuyển thành it, đúng chưa? Nhìn vào đây, sau đó đến động từ to be. To be này sẽ chia theo thì. Nếu như hiện tại đơn là is, hiện tại hoàn thành là has been, quá khứ đơn là was. Hiểu cấu trúc chỗ này chưa?
Khi nào người ta chia thành has been, khi nào chia thành is, thành was, hiểu chưa? Sau đó là cái động từ tường thuật ấy, hay động từ chính ấy, ở dạng gì? Dạng gì đấy? Quá khứ gì? Đơn. Ta quá khứ đơn. Quá khứ hoàn thành. Hoàn thành ở đâu ta? Động từ một quá khứ hoàn thành à? À, động từ từ này là quá khứ tiếp diễn. Có học không? Không học nghỉ Khó đến luôn. đang học. Đừng để thầy cáu đấy. Nhá. Có mỗi mấy cái quá khứ đơn em nói ra, quá khứ em nói ra thì bảo không phải không Quá khứ chịu bên phân nào. từ. Động từ mà chia quá khứ đơn à? Okay. Cái chữ past participle nó to lù lù ở đây này. Nhưng mà em có biết nghĩa từ đấy không? Thế thầy dạy bao nhiêu lâu rồi? Ghi bao nhiêu lần cái từ mới vào vở rồi? Hả? Dạng này buổi sau về nhà xem lại, thứ nhất là cấu trúc và cách sử dụng của nó. Buổi sau sẽ tiếp tục làm ví dụ về dạng thứ hai. Sau đó thì sẽ làm bài tập thực hành. Rõ chưa? Nháo ít thôi. Em thầy. Buổi sau không đấy thầy cho giáo viên khác dạy thì không dạy nữa đâu. Nhá. Không nói nhiều đâu đấy. Đừng để cáu. Goodbye. Thầy.